Em chào thầy và các bạn, em là Thảo Hiền đến từ lớp anh nhân chuyên ngành của thầy Nguyên do bạn Minh Thư làm lớp trưởng. Em xin trình bày về receptor. Về định nghĩa, receptor là một protein liên kết đặc biệt với một ligand và gây ra phản ứng tế bào. Một ligand có thể là một neurotransmitter, một hormone, drug hoặc là toxin. Về vị trí, da gồm hai lớp là lớp thượng bì và lớp da thật. Receptor được tìm thấy ở lớp da thật. Về phân loại, ta chia receptor thành 3 nhóm: free nerve endings, gồm các receptor cảm giác đau, nóng, lạnh; encapsulated nerve endings, gồm các receptor cảm giác, xúc giác; specialized receptor cell, gồm các receptor cảm giác về thị giác, vị giác, khứu giác, thính giác. Receptor có nhiều đặc tính, nổi bật nhất là tính đặc hiệu với kích thích, bởi vì cảm giác mang tính hệ thống, mọi cảm giác đi theo con đường riêng và tận cùng ở những nơi xác định trong hệ thần kinh. Tác nhân kích thích đặc hiệu bởi vì nó không được receptor nào khác tiếp nhận. Khi ấn lên receptor lạnh sẽ gây ra cảm giác lạnh mà không gây ra cảm giác về áp suất. Ấn lên nhãn cầu gây cảm giác nổ đom đóm mắt. Mọi cảm giác ứng với một loại cụ thể, ví dụ như cảm giác nóng lạnh ứng với thermoreceptor, cảm giác đau ứng với nociceptor, cảm giác nặng nhẹ ứng với baroreceptor. Mức độ nhạy cảm của một vùng da phụ thuộc vào số lượng receptor có trên đó. Trên mỗi cm vuông da có khoảng 12 cơ quan cảm nhận nóng, hơn 100 cơ quan cảm giác lạnh, 25 cơ quan cảm giác xúc giác. Cơ quan cảm giác ở đầu ngón tay được phân phối tương đối nhiều, vì vậy chức năng xúc giác ở đầu ngón tay là phát triển nhất. Ví dụ người mù có thể đọc sách chữ nổi một cách lưu loát bằng cảm nhận của đầu ngón tay. Còn da cánh tay thì ít nhạy cảm hơn do có ít receptor hơn. Ngoài ra receptor còn có tính thích nghi. Receptor có khả năng thích nghi một phần hoặc toàn phần đối với kích thích. Với kích thích liên tục, đầu tiên receptor phát xung động với tần số rất cao, sau đó phát xung động chậm dần rồi cuối cùng không đáp ứng nữa. Khả năng thích nghi tùy thuộc vào loại receptor. Các tiểu thể BCD thích nghi rất nhanh, các receptor ở khớp và cơ thì thích nghi chậm. Cơ chế thích nghi, thứ nhất là thay đổi cấu trúc receptor. Thứ hai, phần đầu của sợi thần kinh trở nên thích nghi, cơ chế này chậm hơn. Về vai trò, các receptor cung cấp cho hệ thần kinh trung ương thông tin về môi trường bên ngoài và tác động của nó lên da. Thông tin này có thể kích thích các phản ứng, chẳng hạn như là gãy vết côn trùng cắn, mặc áo len khi lạnh. Receptor thường nằm ở mặt ngoài màng tế bào, là một protein xuyên suốt theo chiều dài màng tế bào. Khi chất truyền đạt nhắm vào receptor thì cấu trúc phân tử receptor bị biến đổi và dẫn đến bị kích thích hoặc là ức chế tế bào bằng hai cách. Cách thứ nhất là thay đổi tính thấm của màng. Protein receptor là một phần tạo nên màng tế bào, nên khi cấu trúc không gian của nó bị thay đổi thì gây đóng hoặc mở các kênh ion và do đó làm thay đổi tính thấm của màng đối với ion. Thứ hai là tác động các enzyme bên trong tế bào. Enzyme thường gắn vào đầu thò vào bên trong tế bào của receptor. Tác dụng kích thích hay ức chế phụ thuộc vào bản chất receptor và phụ thuộc vào hiệu quả sự thay đổi cấu trúc không gian của receptor khi mà nó gắn với chất hóa học truyền đạt. Đó là toàn bộ phần trình bày của em về receptor. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.